Kính thưa quý vị, nhằm mục đích khuyến khích các em thiếu nhi học tiếng Việt, đài Little Sài Gòn TV hân hoan giới thiệu sự trở lại của chương trình Thế hệ trẻ Young Generation với Sophie Bảo Trân. Các em có thể gọi vào live để hát, đọc thơ hay gửi lời chúc cho gia đình để nhận được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin đón xem chương trình Thế hệ trẻ Young Generation chỉ có trên đài Little Sài Gòn TV. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Một lần nữa phát hình hàng tuần chiều thứ ba 6 giờ ngay sau giờ tin tức. Và như trong phần 1, bây giờ quý vị có thể cho con em thiếu nhi gọi vào đài ở số phone là 714-893-3264. Khi mà các em thiếu nhi gọi vào thì các em có thể hát, đọc thơ hay là kể chuyện bằng tiếng Việt. Và khi mà các em làm như thế thì các em sẽ được những phần thưởng của các nhà tài trợ. Như là Bảo Trân có đây là phiếu cuối cùng đi ăn nhà hàng Ngọc Sương, trị giá là 20 Mỹ Kim. Thêm vào đó, Bảo Trân cũng có phiếu đi uống boba ở Seven Leaves. Và cô Julie Trần từ FFSI Insurance đã bảo trợ những cái phiếu đi ăn hamburger ở Carl's Jr. Thêm vào đó thì ở đài Little Sài Gòn TV cũng có nguyên thùng đồ chơi để cho các em thiếu nhi đến và chọn được món quà của mình. Và trong lúc hồi nãy thì trước phần thông tin thương mại đó và cũng như là trong phần thông tin thương mại thì Bảo Trân cũng thấy vài em thiếu nhi gọi vào, có thể là lâu quá không có ai bóc phone cho nên là các em thiếu nhi lại nản và cúp phone. Cho nên là bây giờ mời các em gọi vào đài một lần nữa. Lần này chị Bảo Trân sẽ bóc phone, ok? Số phone là 714-893-3264, 714-893-3264. Ok, rồi bây giờ trước phần thông tin thương mại đó thì Bảo Trân đã kể lại là tuần trước là có Bảo Trân đã chia sẻ phần 1 của chương trình của câu chuyện Dê Trắng Dê Đen. Phần đó thì chú dê trắng đang rong chơi ở ngoài rừng và gặp một chú sói hung dữ, không biết điều gì sẽ xảy ra. Mời quý vị xem tiếp phần 2. Dạ, trên đầu tôi có sừng à. Mà sừng mày làm bằng gì? Dạ, dạ, làm bằng những ngọn cỏ non, mềm lắm à. Ngọn cỏ non à? Sừng làm bằng những ngọn cỏ non à? Tha cho tôi đi ông ơi, tha cho tôi đi. Này, dạ. Thế duyệt chừng người có gì? Dạ, có những móng làm bằng những cánh hoa. Bằng những cánh hoa. Được rồi, thế trong lòng ngực mày có gì? Dạ, dạ có quả tim ạ. Mà ông ơi, tim tôi đang rung sợ. Đang rung sợ à? Rung sợ à? Rung sợ à? Ôi, còn về nhút nhát, chưa chi đã chui tọt và đập yên trong bụng ta. Dê trắng ơi, dê trắng ơi. Ủa? Ai vậy? Để xem nào. Dê trắng ơi, dê trắng ơi. À, lại một con dê. Ta lại được một bữa no nê. Nấp vào đây chờ nó đến. Dê trắng ơi, bạn đâu rồi? Dê trắng ơi. Chẳng hiểu sao bạn ấy đi đâu từ sáng đến giờ mà mình tìm hoài không thấy. Thôi, cứ ăn cỏ ở đây, chắc thế nào bạn ấy cũng đến rồi về luôn. Lại thêm một con dê đi tìm bạn. Được rồi, ta sẽ hù nó thử xem. Để xem nào. Ủa, ai vậy? Không phải tiếng của dê trắng rồi. Ai đấy? Coi chừng sừng nhọn của ta làm thủng bụng nhé. À, nó cũng không sợ. Thử lại lần nữa xem. Coi chừng móng thép của ta làm rách da đấy. Ai đấy? Ta đây. Sói xám. Con dê kia, mày đi đâu đấy? Ta đi tìm bạn ta. Ta sẽ chỉ cho. Nhưng ngươi phải trả lời cho ta biết, trên đầu ngươi có gì? Trên đầu của ta có đôi sừng nhỏ.
dưới chân ngươi có gì? Có những móng thép bén. Vậy trong lòng ngực ngươi có gì nào? Có quả tim. Tim ngươi đang làm gì? Nó có giống con dê mà ta nuốt lúc nãy không vậy? Ta hiểu rồi. Quả tim ta bảo rằng dùng đôi sừng nhọn hút vào bụng ngươi. Sói, đỡ nè. Ôi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Ngợp quá, ngợp quá. Ồ, nguy rồi. Mau rạch bụng sói, cứu dây trắng mới được. Rạch này, rạch này, rạch này. Ra đi bạn dây trắng, ra đi. Ôi, tôi sợ quá. Cứu tôi với. Sói chết rồi. Tha cho tôi đi. Sói chết rồi. Ủa, sói chết rồi hả? Chết rồi, tôi giết nó đấy. Sao bạn giỏi vậy? Có gì đâu, vì chúng ta có đôi sừng nhọn. Chúng ta có đôi sừng nhọn à? Chúng ta có những móng thép bén nữa. Lại có những móng thép bén à? Và chúng ta có quả tim dũng cảm. Quả tim dũng cảm. Quả tim ta bảo ta không sợ sói đâu. Vậy trắng hiểu rồi. Khi đứng trước sói, mình phải mạnh dạn chiến đấu. Như thế là dũng cảm phải không bạn? Đúng đấy, đừng sợ loài độc ác và hãy dũng cảm chống lại chúng. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đã cứu dây trắng. Bây giờ ta mang xác sói giết vào rừng sâu bạn nhé. Nè, đi nào. Vô ta, vô ta. Đó là câu chuyện dê trắng, dê đen, giúp cho các em thiếu nhi hiểu rằng là mình luôn luôn mình phải can đảm, phải tự tin và mạnh mẽ lên, mình mới có thể vượt qua những cái sợ hãi của mình được. Chẳng hạn như là nếu mà các em thiếu nhi mắc cỡ quá hay là sợ quá, có thể là sợ gọi vào đài quá, hoặc là trước mặt mọi người sợ nói chuyện quá, thì các em sẽ bị nhút nhát và sẽ không có đạt được những gì mà các em muốn. Nhưng mà nếu mà các em thiếu nhi mạnh dạn lên, có sự can đảm và tự tin và nói to và nói rõ cho mọi người, thì các em có thể thành công hơn. Nhất là mai mốt khi mà các em lớn lên, bất cứ công việc gì, nếu mà các em có khả năng giản dị mà nói trước mặt công chúng được, thì các em sẽ rất là thành công ở các công ty hay là các thử thách của các em trong đời. Cho nên là đó là lý do Bảo Trân muốn có một cái chương trình như là Thế Hệ Trẻ hàng tuần, có một cái cơ hội để cho các em thiếu nhi có những lúc là lên đài, ngồi trên tivi thì cũng là một cái bước lớn quá cho các em và các em hơi bị sợ quá. Đây là một cái cơ hội để cho các em thiếu nhi bắt đầu đi từng bước một. Có thể ngồi ở nhà nắm tay bố mẹ, nắm tay ông bà, và có thể nói chuyện vào phone và tập cho các em dạn dĩ hơn. Và một ngày nào đó khi mà các em nói rất là hay rồi, gọi vào đài rất là nhiều và hát nhiều bài, thì có thể là chị Bảo Trân mời các em thiếu nhi lên đài để ngồi bên cạnh Bảo Trân, để cho các em có thể có cơ hội và tập dạn dĩ ngồi trước mặt mọi người. Và thật sự ra là ngồi trong studio cũng không có gì để sợ hết, tại vì trong đây chỉ có là vài cái máy quay phim thôi. Sau đó khi mà các em tập dạn dĩ ngồi trong studio rồi đó, thì các em có thể tập thêm nữa bằng cách là lên sân khấu diễn hay là đứng trước mọi người để nói chuyện. Đó là một cách tập luyện cho các em có thể tự tin hơn và lớn lên có thể thành công hơn. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế Hệ Trẻ phát hình hàng tuần chiều thứ ba 6 giờ ngay sau giờ tin tức. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Thế Hệ Trẻ một lần nữa, và xin mời quý vị giữ nguyên màn hình vì sau chương trình Thế Hệ Trẻ sẽ có chương trình WhatsApp cùng với Sophie Bảo Trân. Cảm ơn quý vị.